Alo, thầy chào các em. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục qua cái chủ đề 6.1, tức là con lắc đơn bị đứt dây khi nó đi ngang qua vị trí con bàn. Thì để mà khảo sát cái vấn đề này á, thì thầy sẽ sử dụng một cái thí dụ như sau. Cái ví dụ này á, thầy sẽ đọc lên rồi sau đó thầy tóm tắt nha. Một con lắc đơn có khối lượng là 0,5 kg, chiều dài là 1 m. Tại vị trí con bằng thì cái vật M đó cách mặt đất là 0,8 m. Cái góc lệch alpha 0 đó là bằng 60 độ cho gia tốc rơi tự do là 10 m trên giây bình phương. Khi đi qua vị trí con bằng á, thì dây bị đứt. Câu hỏi thứ nhất là tính lực căng dây khi cái quả nặng nó đi ngang qua vị trí con bàn. Cái câu hỏi thứ hai là chuyển động của quả cầu M khi mà dây đứt. Thì khi dây đứt thì cái quả cầu nó chuyển động theo cái kiểu nào? Cái câu hỏi thứ ba là viết phương trình chuyển động của cái con lắc đơn đó. Viết phương trình chuyển động của con lắc đơn đó sau đó. Và cái câu cuối cùng là tính vận tốc của cái quả nặng M đó khi nó chạm đất. Như vậy là chúng ta có bốn câu hỏi. Thực sự ra thì cái bài này nó cũng dễ thôi, chứ nó không có khó gì, nó là nó dài dòng. Thầy sẽ tóm tắt nha. Cái khối lượng M là bằng 0,5 kg, rồi M 0,5 kg, cái chiều dài nó là 1 m. Tại vị trí công bằng M cách đất, M cách mặt đất một đoạn là 0,8 m. Cho cái góc alpha 0 là bằng 60 độ, D bằng 10. Đấy. Dây đứt tại vị trí công bằng nha, dây đứt tại vị trí công bằng. Dây đứt tại vị trí công bằng. Bây giờ cái câu hỏi thứ nhất là lực căng dây khi mà vật qua vị trí công bằng, lực căng dây. Khi vật qua vị trí công bằng. Thôi thì bây giờ chúng ta giải quyết cái câu 1 rồi đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua câu kế tiếp. Cái góc alpha ban đầu á, tức là cái biên độ góc mà lúc đầu á là 60 độ. Alpha không là 60 độ. Cái chiều dài là L là bằng 1 mét. Okay. Thì cái ở cái vị trí cân bằng á, tại cái vị trí này thì thầy gọi là ô đi. Thì ô này nó cách mặt đất á, ở đây là mặt đất nha, ô này nó cách mặt đất đó là 0,8 m. Tức là cái tại cái vị trí cân bằng ô này nè thì nó cách cái mặt đất là 0,8 m, alpha 0 bằng 60 độ, phải không? Dây đứt tại vị trí cân bằng, lực căng của sợi dây. Bây giờ ta tính cái lực căng của sợi dây thì trước hết á là các em biết rằng cái lực căng của sợi dây thì cái công thức tổng quát của nó đó thì T bằng MG.
nhân với lại 3 lần cos alpha trừ cho 2 lần cos alpha 0. Thì ở đây là lực căng dây khi vật đi qua vị trí cân bằng, thì khi qua vị trí cân bằng, tức là qua vị trí này nè, thì ta thấy rằng cái góc lệch alpha nó bằng zero. Như vậy thì khi alpha bằng zero, tức là ta có là t max, thấy không? Tại vị trí cân bằng, tại vị trí cân bằng, thì ta có là mg. Các em biết rằng khi mà alpha bằng 0 thì cos của 0 bằng 1, cho nên cái này bằng 3 trừ cho 2 lần cos của alpha 0, mà alpha 0 là 60 độ. Các em nhanh chóng suy ra là t max tại vị trí cân bằng nó sẽ là bằng bao nhiêu. M các em cho là 0.5, z các em cho là 13 trừ cho 2, cos 60 độ là bằng sin 30 độ bằng 1/2. Như vậy thì các em có gì đây? Các em đơn giản này đi, 3 trừ cho 1 là bằng 2, 2 nhân với 0.5 là bằng 1, cái này là 10 newton. Đơn giản hết sức. Rồi, bây giờ ta tiếp qua câu thứ hai. Qua câu thứ hai là đề hỏi cái gì? Qua ra là chuyển động của quả nặng M khi dây đứt. Nó đi qua cái vị trí mà cân bằng này nè, thì cái lực căng nó lớn nhất, mà cái lực căng của nó lớn nhất đó, thì nó sẽ bị nó sẽ bị giăng ra. Mà cái này thì ở đây á, giả sử như là con lắc là ta buông từ bên trái này nè, nó đi về phía bên phải, vẽ như vậy cho nó dễ đi. Thì các em biết là tại cái vị trí này nè, thì cái vector vận tốc á, cái vector vận tốc V nè, nó sẽ đi ngang. Vận tốc V này nó sẽ đi ngang, bởi vì cái vận tốc V bao giờ nó cũng là tiếp tiếp với cái đường cong này, có nghĩa là nó vuông góc với lại O phép O. Như vậy thì ta thấy rằng nếu mà tại cái vị trí cân bằng này á, thì cái sức căng nó tối đa, mà sức căng tối đa thì cái dây nó đứt tại này, dây nó đứt tại này á, thì cái vận tốc đầu của nó nằm ngang, và cái quỹ đạo chuyển động của nó sẽ là một cái bà ra, một nhánh của bà ra, parabola. Thì cái chuyển động mà nếm ngang này thì các em đã học ở dưới chương trình lớp 10 rồi. Thì các em thấy như thế này, ta hỏi là câu thứ hai, người ta hỏi là cái chuyển động của em mà khi đứt dây, thì mình nói là khi đứt dây hay là khi dây đứt, cái dây đứt thì quả nặng nha, quả nặng là em chuyển động nếm ngang. Với cái vận tốc là v mà v này chính là bằng v max, đúng không các em? Bởi vì nó đứt tại vị trí cân bằng, mà tại vị trí cân bằng này là v max. Thì v max thì nó sẽ là bằng gì? V max thì các em biết là v max thì nó sẽ bằng căn số bậc 2 của 2 lần gl nhân với lại cos alpha trừ cho cos alpha 0, đúng không các em? Đấy. Thì trong trường hợp mà V max á, tức là anh ứng với alpha bằng gì? 0. Alpha bằng 0 thì các em có là V max nó bằng căn số bậc 2 của 2 lần g là 10, l là 1. Đúng không? Cos alpha là cos 0, mà cos 0 là bằng 1 trừ cho cos alpha 0. Cos alpha 0 là cos của 60 độ bằng sin 30 độ bằng 1/2. Như vậy thì cái này là 1/2 nha, 2 nó là đơn giản đi. Bây giờ cái này là còn lại là căn số bậc 2 của 10 mét trên dây các em nhé. Mét trên dây, bởi vì đây nó là vận tốc. Khi mà dây đứt á, thì em mà chuyển động theo phương ngang, tức là chuyển động nếm ngang đó, với cái vận tốc ban đầu là căn số bậc 2 của 10 mét trên dây. Và bây giờ người ta yêu cầu là viết phương trình chuyển động của M. Viết phương trình chuyển động của M. Ở đây thầy viết là phương trình chuyển động của vật đi ha. Phương trình chuyển động của vật.
Thì để viết phương trình chuyển động của vật á, thì thầy sẽ chọn cái hệ trục tọa độ là như thế này các em. Ở đây thì ở chương trình lớp 10 thì các em đã học rồi. Thì cái này thì dễ thôi. Tức là thầy chọn cái góc tọa độ O nó nằm trên mặt đất. Ở đây giả sử như ở đây mình đặt là M lớn đi. Tức là tại cái điểm M, tại cái điểm này điểm Y đi. Tại điểm Y đi. Và cái này là cái hệ OXY. OXY. Ở đây các em nên nhớ rằng là cái hệ OXY nó như thế này. Y nó quay lên nha các em. Y nó quay lên. Cái góc tọa độ O là dưới mặt đất nha. Như vậy đó thì cái phương trình chuyển động của nó thì nó sẽ là x, nó sẽ là bằng gì? Nó chuyển động theo phương ngang á thì nó chuyển động theo quán tính, tức là x nó bằng vt. X nó bằng vt mà v của nó là v max, nó là bằng căn 10. Như vậy thì nó là bằng căn 10 nhân với lại t. Thấy không? Còn y, y thì các em biết rằng cái chuyển động nếp ngang á thì y này nó là cái giả sử như bây giờ thầy cho là ở một cái vị trí bất kỳ là m nào đó đi, thì nó có hai cái thành phần. Cái thành phần này là vx, vx nó sẽ bằng v0x đấy. Và cái thành phần thẳng đứng này á là vy, vy, vy thì nó bằng gì? Nó bằng trừ vt. Thì trong cái chuyển động mà nếp ngang thì ở chương trình lớp 10 các em đã học rồi, ở đây thì chỉ viết lại thôi. Nó dấu trừ là bởi vì là thầy chọn cái chiều dương nó hướng lên. Vt bằng vt. Rồi. Như vậy thì các em biết là y này thì nó sẽ là bằng h, h tức là 0.8 trừ cho 1/2 g, trừ cho 1/2 gt bình phương. G là bằng 10, g là bằng 10 nhân với lại t bình phương. V 10 t bình được t bình phương. Như vậy thì cái này mình có là 0.8 trừ cho 5 t bình phương. 0.8 trừ cho 5 t bình phương. Đây chính là phương trình chuyển động của cái vật m sau khi dây bị đứt. Thấy không? Cái quỹ đạo của nó là một cái nhánh parabol, thấy không? Thì cái hoành độ x của nó được tính theo công thức là căn 10t, và cái tung độ y của nó là 0.8 trừ cho 5t bình phương. Các em nên nhớ rằng ở đây á, cái lúc đầu t bằng 0 thì vật ở cái độ cao là 0.8 đấy. Nên nhớ rằng thầy chọn cái góc tọa độ là ở dưới mặt đất nha. Như vậy thì cái lúc t bằng 0 tức là vật nó còn ở đây, mà nó còn ở cái vị trí này á, tức là nó cách mặt đất là 0.8 đấy. Các em nhớ là chọn, khi chọn cái hệ trục tọa độ á, thì các em để ý cái chỗ này chứ nếu không mà sai đó nha. Rồi bây giờ cái câu cuối cùng là cái câu thứ tư, người ta yêu cầu mình là tính vận tốc khi chạm đất. Tính vận tốc của vật khi chạm đất. Vận tốc của vật khi chạm đất thì thầy qua phía bên này đi. Câu số 4 là vận tốc của vật. Vận tốc của vật khi chạm đất. Cái này nó là nó nằm hoàn toàn ở dưới chương trình lớp 10 thôi các em. Thì khi nó chạm đất á, khi nó chạm đất á thì các em biết là cái thành phần này là cái thành phần là vy là bằng gt. Gt còn cái thành phần này nè thì nó vẫn là vx. Vx thì nó vẫn là bằng vz0. Vx này nó vẫn là v0. Như vậy thì cái vector v này nè. Vector v này nè thì nó được tính là vx bình chia cho vy y bình, tức là v này nó bằng căn số bậc 2 của vx bình cộng cho vy y bình. Vx bình cộng cho vy y bình thì các em phải tính được cái phải tính được cái t để các em tính được cái v này.
thì các em tính được cái t như sau, tức là khi vật chạm đất, khi vật chạm đất tức là y bằng không, đúng không các em? Ở đây là thầy chọn cái trục tung là trục này, và cái góc tọa độ của đó là dưới mặt đất, trục hoành là đây. Như vậy thì khi mà vật nó chạm đất như vậy đó thì y nó bằng không, y bằng không, y bằng không thì thầy thế vào đây, y bằng không tức là 0,8 trừ 5t bằng không, 0,8 trừ cho 5t bằng không, trừ cho 5t bình phương bằng không. Như vậy thì cái đây thầy suy ra được là t bình phương, t bình phương là bằng 0,8 chia cho 5, 0,8 mà chia cho 5 là có phải là bằng 1,6 chia cho 10 là 0,16. 0,16 như vậy thì t có phải là bằng 0,4 giây không? Rồi, t bằng 0,4 giây. Như vậy thì các em có thể tính ra được là v ngay lập tức. V là bằng căn số bậc 2 của vx bình phương, mà vx á là bằng bao nhiêu? Vx là bằng căn 10. Vx đó là bằng căn 10 bình phương. Căn 10 bình phương là bằng 10. Hầu cho viết chi cho nó rườm rà rắc rối, cộng cho vy bình phương. Vy bình phương, các em biết là vy là bằng gt. Vy là bằng trừ gt, mà khi bình phương lên nó là bằng g bình phương t bình phương. V bình phương, g bình phương t bình phương, g bình phương gt bình bình phương bằng căn số bậc 2 của 10 cộng cho g là bằng 10. G là bằng 10. T là 0,4 bình phương lên. Như vậy là các em có gì? 10 nhân 0,4 là 4, 4 bình phương lên là 16, 16 là 26, căn số bậc 2 của 26 mét trên giây. Như vậy thì khi mà vật nó chạm đất tại cái vị trí này đó, thì cái vận tốc của vật là căn số bậc 2 của 26 mét trên giây. Cái bài toán của chúng ta kết thúc tại đây. Như vậy thì ta thấy rằng trong cái bài này nó có 4 câu hỏi, nó chỉ dài thôi chứ nó không khó, và nó sử dụng cái kiến thức vật lý lớp 10 rất là nhiều. Thì kể từ khi mà dây đứt á, là nó đứt tại vị trí công bằng này á, thì cái vận tốc của vật nó đang là có một cái giá trị lớn nhất, nhưng mà nó lại đi theo phương ngang. Như vậy thì cái chuyển động của vật là chuyển động ném ngang, mà chuyển động của vật là ném ngang á, thì nó đi theo quỹ đạo của nó là một cái nhánh parabol. Mà cái thành phần đi ngang này á, là vx này nó đi theo quán tính, cái thành phần thẳng đứng này nó đi theo cái kiểu là chuyển động rơi tự do. Các em nhớ bao nhiêu đó là các em có thể giải quyết hết cái bài toán này. Và chúng ta sẽ qua một cái bài toán khác các em nhé.